Audio Sài Gòn xin kính chào tất cả quý vị. Hôm nay tôi giới thiệu với quý vị một cái dòng bao Acufy vô cùng sang trọng, vô cùng đẳng cấp luôn, với model là B450 như quý vị. Và cái dòng bao này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta đánh được loa từ 2 ohm trở lên luôn quý vị, với công suất vô cùng khủng luôn nha. Bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng xem ngoại hình bên trong, bên ngoài cái dòng bao này nha. Rất là đẹp luôn nha quý vị, cực kỳ khủng. Đây, điện thì 100V, nhưng mà những cái dòng âm ly hoặc bao của Acufy đều có chuyển điện hết luôn nha quý vị, đều có chuyển qua 220-230 được luôn. Thì mình chuyển điện 220. Và quý vị nhìn nè, các cổng của nó nè, unbalanced, balanced, đầy đủ hết nha quý vị. Thì khi chúng ta nhạc mà nó lên thì nó sẽ vẫy hai cái kim này. Nó giống với những cái đời âm ly hiện tại, đời cao của Acufy như E4000, E5000, thiết kế giống y chang cái mặt này luôn nha quý vị. Bây giờ Bi thử tắt nguồn một tí cho quý vị nhìn là quý vị sẽ không thấy hai cái đèn nha. Đèn sáng rất là đều luôn nha. Thì về ngoại hình cái mặt trước này thì nó có một điểm nhỏ chỗ đây, một tí thôi nha quý vị, ở đây là trong quá trình vận chuyển về, một tí chỗ đó thôi nha. Và cái con này ngày hôm nay Bi bán là 58 triệu đồng quý vị. Thì cái dòng này bắt buộc chúng ta phải có thêm một cái bờ rề nữa để chơi nha quý vị. Quý vị thấy cái size của nó không? Vô cùng khủng luôn. Size của nó là 43,5 nha. À xin lỗi, 47,5 cần 48 nha quý vị. Rất là lớn. Bây giờ thì mình con ốc thì mình đã tháo con ốc để Bi đưa con ốc quý vị xem nha. Nè, con ốc của nó nè quý vị. Này Bi rinh cái nắp này lên nha, để quý vị nhìn bên trong nè. Đây. Cái nắp cũng đẹp kinh khủng quý vị. Đây, cái nắp cũng nhìn là quý vị không có thấy cái trầy mốt gì hết nha. Wow, một cái cục tăng phô. Cái cục tăng phô này là to nhất từ xưa tới giờ mình bán bao và âm ly quý vị. To nhất luôn. Cái cục tăng phô tròn, rồi hai cái cục tụ lớn. Trên hai cục tụ này nó cũng có đánh số lên đây. Đây, hai cái vỉ mạch này quý vị. Tại vì mình đang cắm điện thì mình không có nên rờ vào. Rờ vào là nó có bị tê đó quý vị, bị giật luôn quý vị ạ. Con bao này rất là nặng nha. Với cái thiết kế như vậy thì quý vị biết nó rất là nặng luôn, rất là khủng luôn. Rồi ở phía sau nè quý vị, đây ở phía sau đây nè, cái trạm nó cũng y chang cái trạm âm ly bây giờ luôn quý vị. Dòng này thì cũng mới bán trên thị trường mới ngân đây thôi, chứ không phải là quá cổ đâu. Nên quý vị thấy là nó thiết kế vẫn bây giờ, cái thiết kế này bây giờ vẫn hãng nó vẫn giữ lại nha. Này, made in Japan nha quý vị. Quý vị thấy cổng balancey không? Quá cùng, vô cùng đẳng cấp luôn. Và cái dòng này công suất rất là lớn quý vị, công suất tiêu thụ của nó là 450W. Công suất ra loa, và đối với loa 2 ohm là 800W trên 2 loa. Còn loa 8 ohm là 400W trên 2 loa nha quý vị. Đánh loa từ 2 ohm trở lên luôn được luôn nha. Nhưng mà quý vị nhớ là phải cần thêm một cái bờ rề nữa. Quý vị nào mà đang tìm cái dòng bao khủng của Acufy mà đẹp như thế này thì quý vị rất là khó tìm luôn quý vị. Rất là đẹp. Chỉ một cái góc này là không đáng kể quý vị. Rất là nhỏ thôi, không đáng kể nha. Nó nằm ở cái phần góc. Còn mặt quý vị nhìn không có thấy một cái vết li ti lắm tắm nào hết. Vàng chanh luôn quý vị ạ. Bây giờ Bi đóng lại và Bi sẽ ghép với một cái con bờ rè để phát nhạc cho quý vị cùng nghe. Còn ở nhà quý vị có cái giải mã mà làm rè được thì chúng ta làm, hoặc cái âm ly mà làm rè được thì chúng ta sẽ biến cái đó thành bờ rè để chúng ta nghe thử với cái dòng bao này nha quý vị. Quý vị thấy cái trên cái bảng bao mạch của nó là nó có để cái chữ Acufy nha. Đây. Này thì khỏi phải chê rồi. Và rất là Bi thấy nó khủng hơn những
cái dòng mà âm ly quý vị. Cái cục bao này khủng hơn về cái ngoại hình, rất là khủng, rất là nặng hơn nhiều. Cái bao này thật sự mà nói là đẹp, như là đẹp phải nói là thiếu thùng xốp thôi quý vị ạ. À, quá trời đẹp nha. Quý vị nhớ con ốc mình tháo ra đây rồi, ốc nguyên của nó bao riêng tuyệt đối cho quý vị nha. Bao riêng tuyệt đối nha, chưa động chạm, chưa sửa chữa gì hết nha quý vị. Rồi bây giờ bị tết nhạc nè. Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền, bàng hoàng lạc gió mấy miền, trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm, ngựa buông vó người đi chung chân đã bao lần. Nửa đêm đó lời ca già lan như ngại ngùng, vùng u tối loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng. Một đời bỏ ngỏ đêm hồng, ngoài trời còn dâng nước lên mắt em, tiếng ca bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa đến bây giờ. Mắt đã mù, tóc xanh, đèn vầng trán thơ, dòng sông đó loài dòng yên ngủ sâu. Mới hôm nào bão trên đầu, lời ca đau trên cao, ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ, và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa. Rồi từ đó đang còn in dấu chân bước quên. Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa đến bây giờ. Mắt đã mù, tóc xanh, đèn vầng trán thơ, dòng sông đó loài dòng yên ngủ sâu. Mới hôm nào bão trên đầu, lời ca từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền, để người về hát đêm hồng, địa đàng còn in dấu chân bước quên. Thank you.
chẳng nợ nần gì nhau. Hãy để tình ta bay cao, từ vào cuộc vui đã chấm nghe lừa dối, che giấu trên nụ môi những lời yêu quá tà tơi. Thà một lần đi cách xa nhau ngàn, còn vương trên môi người vội vàng lên nhan sắc chưa tàn ưa, mai một sang cuộc vui chẳng còn mong những ngọt bùi. Từ đây xa rồi đôi cánh tay, giã từ lời nói điêu hoa, từ đây chỉ còn lại mình ta, già thêm tuổi chia xa, tiếc cho ngày đã qua. Đường tình vừa xa, xác thân đau ra một lần này thôi, để rồi từ đây yên vui. Cuộc đời buồn tênh nên lẽ loi tìm đến, ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần. Còn lại mình ta, ra thêm tuổi chia xa, tiếc cho ngày đã qua. Đường tình vừa xa, xác thân đau ra rời, nhưng một lần này